Vâng ạ, mưa bão đến đến Việt Nam rồi, vừa lắm. Vâng, âm ầm suốt cả ngày cả đêm. Hôm nay được nghỉ, đang định đi có chút việc mà mưa quá. Các bạn nhìn này, mưa thối đất thối cát luôn, buồn chán luôn. Đấy, thì không đi đâu được thì lại phải kiếm cây làm thôi. Vừa mới ngồi máy tính ỏi quá. Thôi, làm cái cây này mà ngang mát này mà cắt mà vật lông vật lá thì vui lắm này. Thì mướt lắm này. Đây này, có cây trừ đi này, mới cắt được trước này, bỏ sót ra được. Nếu mà bỏ lá này con này nhìn rõ hơn nữa, bỏ lá cũ này thì mới làm hôm qua. Thì đang định làm những cái cây này thì hôm qua thì đã muộn rồi. Thôi bây giờ để kiến cái cây này các bác nhé, có mấy cây này nó um tùm cả, những cây kia còn đang phải uôn. Có mấy cái cây đằng kia làm được nhưng mà nó xa quá, ướt. Cây này tôi lại trồng lại cái cây du này. Làm mát thì phải tính tiếp, làm được cây nào thì cứ làm thôi. Cây này trước đi cho nó sạch. Mưa to gió lớn lắm các bạn, nếu mà mắc nghe không rõ thì thông cảm nhé, ổn lắm.
quá.
mưa gió quá các cụ. Chả thấy các cụ có nhìn thấy mưa ướt ra lắm ạ. Bác nó hắt ướt hết cả màn hình này. Đến cây xanh quê. Xanh quê các bạn. Đấy, giờ nhổ hết cỏ đi cho nó nhìn hết ếch tiếp. Chỗ này vẫn phải nuôi các bạn này. Mình phụ cắt rồi. Cái tay này vẫn phải nuôi này. Chúng ta lấy cái tay ở đây. Có tính cái tay này sẽ sửa lại cái tên này. Và còn đang nuôi cái dưới. Cơ bản là cái này nó vào form rồi. Đấy. Này thì nó nhanh được cắt lắm vì nó bông tán nó có rồi. Chứ không phải là cây phôi nữa để chờ lâu nữa. Nhưng mà cây đã có chốt có tán hết rồi. Đấy. Đấy các bác. Chứ nó thì tỉa lại chỗ này những cái nhặt hết những chỗ này cho rõ. Cho rõ được chạy này. Đấy. Nó ướt quá, nó cứ bị dính kéo vào lá nên là tỉa nó không khoát. Đấy, cơ bản nó như vậy. Làm cho nó lộ cái xương, cái đường chạy của nó. Cái đường chuyển, những cái giật, những cái cắt giật, những cái ngắn này. Người ta nhìn thấy mình nó thấy phê. Cứ để nó bông tán nó che hết thì không nhìn thấy. Đây, thôi cảm ơn các bác nhé. Mưa quá nó hát vào đây, đi xuống. Thế thôi. Xin hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhé.